đây là những người đặc biệt, phải có tinh thần chiến đấu đặc biệt, phải có cái lòng dũng cảm. Không có lòng dũng cảm thì không thể đi được. Thưa quý vị, ở tổ dân phố số 6, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình thì không ai là không biết đến một người sống trách nhiệm, sôi nổi và cũng rất từ tốn. Ông là đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Lủi. Và ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng với tôi cùng về gặp gỡ và cùng lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu của người lính đặc công này. Nhập ngũ năm 1968, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Văn Lủi khi đó mới 18 tuổi. Qua nhiều tháng huấn luyện, ông được chọn vào đơn vị đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công. Trải qua bao cuộc hành quân, qua bao trận chiến, thế nhưng trận đánh tại sân bay Pocheton, sân bay quân sự lớn nhất của Mỹ tại Campuchia vào tháng 12 năm 1974, với ông vẫn còn rất nhiều xúc cảm. Trận đánh đó tôi được phân công đánh bộc phá lệnh, tức là người nổ phát súng đầu tiên cho toàn bộ mặt trận, toàn bộ đơn vị tôi với tiểu đoàn 7 tiêu diệt toàn bộ cả một quân chủng. Với lại cái tổ của tôi là phá hủy 16 máy bay, thì là tôi phá hủy 8 chiếc. Với những chiến sĩ đặc công khi ấy, không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, khả năng luồn lách, ẩn nấp trong mỗi trận đánh, mà còn phải có tinh thần cảm tử và niềm tin. Niềm tin trong từng kỹ chiến thuật, niềm tin vào chiến thắng. Tức là chúng tôi là những người như vậy là thức đi đánh người đang ngủ. Cách đánh người ta gọi là bí mật, bất ngờ, luồn sâu, lót chắn và đánh nở hoa trong lòng địch. Bao giờ cũng phải xây dựng một cái tinh thần của bộ đội đặc công ấy, là đánh thắng 100% an toàn. Mà chúng tôi đã làm được như thế. Thế thì khác ở chỗ. Đó là cái niềm tin của người lính. Mặc dù do sức ép của bộc phá bom khiến ông bị thương, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, những vết thương ấy là điều tự hào. Bởi nó khiến ông nhớ đến một thời anh dũng, kiên cường vì nền độc lập tự do của dân tộc. Những câu chuyện, những ký ức cũng đã trở thành những tư liệu, thông điệp đầy chất lửa đi cùng ông theo bao năm tháng, để giờ đây có thể nhắc nhớ cho các thế hệ mai sau. Được nghe các bác nói chuyện thì em lại càng hiểu thêm nhiều điều mà em chưa bao giờ được biết về người bộ đội đặc công. Trong tất cả các câu chuyện mà bác Ngô Văn Lửa chia sẻ thì em ấn tượng nhất với câu chuyện mà bác xâm nhập vào đồn cái chân máy bay của địch để đánh hạ gục máy bay. Đối với em thì nó thực sự rất phi thường. Sự hy sinh đóng góp của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều huân huy chương cao quý. Và dù cho chiến tranh có lùi xa, nhưng những khát vọng về tự do, về hòa bình của người chiến sĩ đặc công năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. Bởi ông đã dành cả tuổi trẻ, dành những ước mơ cho độc lập tự do của dân tộc. Đó cũng là niềm tự hào cho các thế hệ quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau.